Dạ, xin chào cô chú anh chị. Thì hôm nay thì bên mình lại về cái motor không than, công suất là 20W, trục 5mm. Thì cái này ngoại hình nó gần giống như motor có than 775 ha, nhưng mà này là loại không than, tháo từ máy photo copy. Motor không than. Rồi thì cái này là mình chạy được từ 12 tới 24V nha. Và em sẽ bán một motor kèm mạch điều tốc, như vậy là 120k bao phí ship, đó là bao gồm một motor và một mạch điều tốc. Thì bán ra thì mạch điều tốc em có chống ngược cực và sẽ kết nối sẵn dây nha, về mình chỉ cấp nguồn là chạy thôi đó. Thì đây là một cái combo thì em làm sẵn cho cô chú anh chị xem để mình chế quạt ha. Cái phần trục nối này nè thì là trên Shopee bán rất là nhiều đó, có shop bán 18, có shop bán 20, tùm lum hết. Thì em mua về thử hai cây để em kết nối vào để mình chế quạt cánh B3 nha, cánh B3 thôi, 30cm, đường kính cánh 30cm đó. Thì motor và mạch điều tốc là 120k bao phí ship. Cái này thì em sẽ không có bán, nhưng mà cô chú anh chị nào đó, muốn nhờ đặt dùm thì em sẽ đặt dùm thêm. Thì làm một cái cây này là 30k, tại vì bán 20k mà phí ship mua Shopee về rẻ lắm là cũng mười mấy rồi đó. Quan trọng là cái phí ship từ Shopee về nữa, em không có sản xuất ra cái đầu cây này đó, hoặc là cô chú anh chị tự mua ha. 120k bao gồm motor và mạch, không có đầu trục, chưa có đầu trục nha, mình nói rõ nha cô chú anh chị xem rõ nha, chứ để sao thấy mày quay có đầu trục mà mày bán về không có đầu trục phiền lắm đó. Thì 120k bao gồm một motor và một mạch giống như thế này đó, bao phí ship nha cô chú anh chị nha. Rồi ok, cô chú anh chị nào mà có nhu cầu thì liên hệ Zalo đặt hàng giùm em nha.